Hết giờ. Bạn chị 12, Hoàng Hiền 12, Sơn 12, Nguyễn Dung 12, Đức Anh 12, Linh 13. Chúng ta cùng xem câu 31 này. Bạn E bạn nói là Tanaka san ni hanashi ga arun dakedo, ima kaigi chu. Tôi có chuyện muốn nói với Tanaka. Vậy thì bây giờ là đang trong giờ họp phải không? Bạn B nói là đúng rồi. Thì các bạn thấy dữ kiện là có cái gì nhỉ? Có điều muốn nói đúng không? Có chuyện muốn nói với bạn này và bây giờ là đang trong giờ họp. Đấy. Vậy đoạn người A nói nhé. Ja kaigi ga owaru no matsu đúng nhỉ? Đợi đến khi cuộc họp kết thúc. Đấy. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án đầu tiên đúng không? Một đúng không? Shikanai đúng nhỉ? Shikanai ve ru đi shikanai mang nghĩa là chỉ còn cách đúng không nhỉ? Chỉ còn cách là phải đợi cho đến khi cuộc họp kết thúc. Đấy. Đà kê mà đi bên này thì nó vẫn mang nghĩa là phủ định là không, không thể chọn được. Mà đê này không có nhá, mà đê là đến và sai là ngay cả. Đấy, cũng không hợp nghĩa trong trường hợp này. Như vậy đúng đây là một. Câu số 32. Kono doro kakucho keikaku o nanyani ni atatte wa shimin no minasama no go rikai ga hitsuyo desu. Ở đây là ngữ pháp ni atatte các bạn được học ở chương trình N2 bài đầu tiên đúng không nhỉ? Thì nó đi với vê đữ đúng không? Vê đữ hoặc là danh từ kết hợp trực tiếp thì ở đây có susumeta, susumeru, susumetai và susumeyo, chắc chắn đúng ở đây phải là đáp án số 2, susumeru, đáp án chính xác. Đấy. Xin xin mời bạn Sơn dịch cho câu số 32 nào. Nhân dịp cái kế hoạch mở rộng cái con đường này ấy, thì cần cái sự đánh giải Cần sự gì? Cần sự thấu hiểu sự đúng không? thấu hiểu của người dân. Ừ, đây là cái gì nhỉ? Cái dịp đúng không nhỉ? Cái dịp xúc tiến đúng không? Susumeru em chưa có cái nghĩa của động từ nhá. Cái dịp xúc tiến kế hoạch mở rộng con đường này ấy. Đấy. Kakucho đây là chữ Hán như là khuếch trương. Nó có thể hiểu là mở rộng con đường, nó đang hẹp ví dụ từ 2 làn xe thành 4 làn xe hoặc là từ 3 m lên 5 m chẳng hạn thì dùng cái từ này cũng được. Dịp mà xúc tiến kế hoạch mở rộng đường con đường này thì cần sự thấu hiểu của mọi người, của những người dân trong thành phố. Tiếp theo 3334 nha. Hay gì càng đê. Câu tiếp theo bạn Hoàng Hiền 33, bạn Denki PC 5, đây là bạn nào đây? 34 Sơn 34, Thanh Trị 34, Nguyệt 34, Đức Anh 31, Linh 14, Dung 34, chúng ta chữa này. Câu số 33. Kyō no shiai wa oyuki de enki ni natta. Cái trận đấu ngày hôm nay ấy bị hoãn lại bởi vì tuyết rơi nhiều. Kono jiki ni oyuki naru to wa omowanakatta. Thì chúng ta thấy có gì đây? Có đuôi là omowanakatta thì chắc chắn chỉ có một cái là đi được với cái đuôi này thôi, đúng không nhỉ? Đó là mấy? Hả? Cái nào đi với lại omowanakatta? Masaka. Masaka đúng rồi, Masaka nó sẽ đi với lại gì nhỉ? Những cái động từ như là động từ omowanakatta, kangenakatta. Không đời nào tôi lại nghĩ như thế nhỉ? À, tôi không đời nào tôi lại nghĩ
vào cái thời kỳ này, vào cái lúc này mà lại có tuyết rơi nhiều đúng không? Chẳng hạn như là tháng mấy, tháng 3, tháng 4 gì đấy mà vẫn còn tuyết rơi nhiều đúng không nhỉ? Thì người ta cảm thấy rất là gì nhỉ? À bất ngờ ngạc nhiên đúng không? Thì Massaka đi với cái lại đi với lại cái dạng này là dạng cố định nhá. Itai, các bạn có biết Itai đi với cái gì không? Itai đi với gì có nhớ Alo, không? Itai đi với alo. lại Gimonshi nhá. Đi với Gimonshi nhá. Đó là nghi vấn từ. Luôn luôn có Gimonshi đi với lại Itai. Đấy. Ví dụ như là Itai naniste được cả. Rốt cuộc là đang làm cái gì đúng không? Itai doko ni sunde được cả. Rốt cuộc là đang sống ở đâu? Vân vân. Đấy. Ni do to. Các bạn có biết ni do to hay đi với cái gì không? Tiềm năng, Đi với gì? Thẻ khả khả năng năng, á? Không, ni tiềm đi ni do to không đi với thẻ khả năng đâu, hay đi với thẻ gì nhỉ? Hay đi với lại venai đúng rồi. Đấy, hoặc là vetakunai nhá. Ni do to modoritakunai. Đấy. Konna hidoi mise ni wa. Đấy. Modoranai cũng được hoặc là modoritakunai cũng được. Nó hay đi với dạng như thế. Tôi sẽ không bao giờ tôi làm cái điều đấy lần hai. Mà sao cả đi với cái này này. Còn kaete là gì nhỉ? Kaete thì nó không đi với cố định mà nó mang nghĩa là ngược lại đúng không nhỉ? A với A nhá, kaete ngược lại kết quả B. Không để không đúng. Câu số 34. Câu này xem nào. Suê Club no Yamada Kochi wa watashitachi ni totte Kochi ani no yona sonzai desu. Kochi là huấn luyện viên Yamada ở câu lạc bộ bơi ấy. Thì đối với chúng tôi, các bạn thấy nó có hai cái so sánh đúng không? Đấy là Kochi đúng nhỉ? Và đây là Ani. Đấy. Thực chất người ta là Kochi, người ta là huấn luyện viên, nhưng mà lại cảm thấy là người Anh thì đúng hơn là cái người huấn luyện viên này. Vậy thì ngữ pháp nào được dùng để diễn tả điều đấy mọi người ấy? Bốn đúng rồi, Toyori đúng nhỉ? Đấy, Toyori. Các bạn có A Toyori B đúng không? Là B thì đúng hơn là A nhá. A Toyori B là A là B chứ, là B thì đúng hơn là A, mặc dù bản chất thường nó là A đấy nhưng mà người ta cảm thấy là cái B gần gũi hơn. Đấy. Nikagirazu là gì các bạn? Không chỉ mà Không còn chỉ mà con. đúng rồi, không chỉ mà còn, các bạn biết thì các bạn cứ nói nhá, được chưa? Không cần phải gì nhỉ, những cái lúc nào mà thầy hỏi thì mọi người biết mà cứ nói ra cũng là một lần các bạn ôn lại các bạn nhớ. Không chỉ mà còn A ni kagerazu B có nghĩa là không chỉ A mà còn B là cái gì nhỉ? Là cái đặc biệt hơn A hoặc là cái mở rộng hơn A, chứa cả A ở trong. Có ai nhớ nashi ni wa là gì không? Phủ định Nashi thì hoa là không cần làm về cũng được hết. không phải không cần làm V, ví dụ như là doryoku nashi ni wa seiko ga nai. Doryoku À, nashi ni wa nếu seiko ga không có nai. nơ thì không Nếu không có N thì không đúng không? Nếu không thì mà không đúng nhỉ? Okage de thì quá quen thuộc rồi, là nhờ vào nhờ nhờ có. vào, đúng rồi, nhờ vào nhờ có nhá. Như vậy đúng đây phải là 4. Như vậy là 3 4 là đã là chính xác. Tiếp theo. Câu 35 và 36 nào. Hoàng Hiền 13, Thanh Trị 12, Đức Anh 13, Nguyệt 13, Linh 13, Linh 34, Sơn 33, Đinh Kỳ 13, Dung 43. Câu số 35,
đúng không? Câu 35 một câu rất là quen thuộc rồi, chúng ta có y đai thì thể gì đi với lại y ngữ pháp y đai cho mọi người? BT. VT, đúng rồi, như vậy là TI đai đúng không? Đúng ở đây là một. Câu này là câu thuần về cách nhớ thể đúng không? Đấy, y chi nhá. Tôi sẽ mời bạn Linh dịch cái câu số 35 nào. Kaisano tokai shouhin wa テレビの番組で紹介されて、以来とても売れています。cái món ăn của công ty X. Món ăn gì, món ăn gì? Kenko Shokuhin là món ăn gì? Món ăn tốt cho sức khỏe Đúng rồi, món ăn tốt cho sức khỏe ạ. của công ty X thì được giới thiệu ở trên kênh truyền kênh TV. Được giới thiệu ở trên kênh TV nên là Nào nên nào, là bán thêm nước thêm vứt ngữ pháp Irai của Sensei đi ạ. Đúng không? sau khi Sau khi, đúng sau rồi. khi được quảng cáo sau khi được giới thiệu trên kênh kênh TV thì bán rất là chạy. Đây nó là chương trình nhá. Chương Bangumi nó trình chương trình TV, còn nếu là kênh nó là từ gì? Channel đúng không? Irai là kể từ khi. Đấy, sau khi có cái điều đấy xảy ra thì có một cái tình trạng nó tiếp diễn mãi đến tận bây giờ. Đấy. Phải dịch nghĩa là sau khi hoặc là kể từ khi. Cái món gì nhỉ? Cái món ăn vì sức khỏe của công ty X hoặc là thực phẩm tốt cho sức khỏe của công ty X ấy. Kể từ khi được giới thiệu trên chương trình TV, chương trình truyền hình ấy thì bán rất chạy. Do vậy phải chọn một chứ không được chọn 2, 3 hay là 4. Câu số 36. Người A người B nói chuyện với nhau này. A nói là Kono shatsu kawaii. Demo kaisha ni kite iku ni wa hade kana. Cái áo sơ mi này thì dễ thương nhỉ, nhưng mà nó thì đây, có lẽ là nó loè loẹt đúng nhỉ, để mặc đi làm. Đấy. De to de kiru gì đấy. Shigoto ni wa hade sugiru. Nó hơi bị loè loẹt quá khi đi làm. Vậy các bạn thấy nhá, người ta đưa ra hai bối cảnh đúng không? Đây là bối cảnh là đi hẹn hò. Đấy, đúng nhỉ? Và đây là bối cảnh là đi làm, hai cái hoàn toàn khác nhau. Do vậy khi mà có hai bối cảnh khác nhau này, chúng ta phải chọn cái ngữ pháp nó thể hiện cái bối cảnh khác nhau đấy. Đấy là ngữ pháp số mấy nhỉ? Số 3. Đúng rồi, số 3. Tại sao giờ dùng số 3 được? Tại vì Nara Tomokaku A thì con chấp nhận được, chữ B thì không. Nếu là đúng không? Nếu Nếu là là thì không nói đúng nhỉ? Tomokaku thường là thì bỏ qua, thì không nói thì chưa bàn đến nhá, tức là chấp nhận đấy. Nếu là mặc đi hẹn hò thì chấp nhận được, nếu là mặc đi hẹn hò thì bỏ qua không nói đúng không, nhưng mà đấy, nhưng mà quá là hoa hòe hoa sói khi đi làm việc, do vậy đúng phải là ba. Còn một này, Nishitewa, các bạn còn nhớ Nishitewa mang nghĩa gì không? vậy mà Nishitewa là có thể dịch là vậy mà, hoặc là gì nhỉ, hoặc là mang tiếng là A đúng không mà lại B. Đấy, đây không hợp nghĩa này. Tostara là gì? với tư cách là quan điểm Tostara là giả sử, giả định đúng không nhỉ? Một giả định thường khó xảy ra, nhưng mà đây là hai bối cảnh khác nhau thì không thể giả định được đúng chứ, đúng chưa? Đấy. Chẳng hạn như là de to de kiru tostara, xong là đằng sau sẽ nói là gì nhỉ? Uniqlo no fuku gai chẳng hạn thì có thể chấp nhận được nhá. Nhưng mà đây bối cảnh khác thì không chọn. Kara toaie thì đây là ngữ pháp N1. Toaie là mặc dù. Đấy. Mặc dù vì thì không phải rồi. Nghĩa sai. Như vậy đúng là 3. Các bạn nào chọn 1, 3 thì đúng cả hai câu. Nào câu 37 này. 30 giây nhá. Quá rồi, thôi cho các bạn thành 1 phút cũng được. Câu này có thể nói là câu khó nhất trong đề.
Linh 1, Đức Anh 1, Dung 3, Hoàng Hiền 2, Đinh Kim 1, Nguyệt 3, Thanh Trị 1, Sơn 2, Kim Anh 2. Rồi chúng ta cùng xem câu này này. Musume wa shakaijin. Đấy. Asa hitori de okirarenai. Watashi ga okosanai to itsumademo neteiru. Đấy. Con gái tôi đúng không? Con gái tôi này. Shakaijin là người đi làm, người đóng góp cho xã hội. Buổi sáng nó không thể dậy được. Buổi sáng nó không thể tự dậy được. Nếu tôi không đánh thức ấy, thì nó cứ ngủ mãi. Đấy. Thì đây các bạn thấy có là thẻ VT và thẻ điều kiện. Đấy. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ loại được thẻ điều kiện, không phải là giả định ở đây, đúng không? Đây là một điều gì đấy nhỉ? Đây là một điều mà xảy ra rồi, nên là không có giả định nhá, nên chúng ta loại được số 2 với số 4, còn 1 với 3. Thì ở đây các bạn thấy là bình thường ấy, là chúng ta các bạn sẽ thấy cái ngữ pháp này rất là lạ đúng không? Lẽ ra là chúng ta sẽ dùng là gì nhỉ? Ninat temo. Đấy, bình thường chúng ta sẽ dùng là ni na temo. Đấy, có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là dù dù trở thành người đi làm thì nó vẫn không tự dậy sớm nhá. Bình thường là chúng ta dùng cái này cơ, chứ chúng ta không dùng ni mo na te, là ni demo na te. Đấy. Thế nhưng mà khi mà gì nhỉ? Khi mà người ta đưa ra một cái ví dụ ấy, đấy, người ta đưa ra một cái ví dụ để người ta nêu cái gì đấy, cái tình huống, thì người ta sẽ sử dụng cái cách thức nào, ni mo na te hay là ni demo na te. Thì ở trong trường này là chúng ta sẽ sử dụng hình thức ni mo na te, có nghĩa là gì nhỉ? Ngay cả khi, đấy, ngay cả khi trở nên như thế thì cũng không thể dậy sớm được. Chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 1. Ichiban. Tiếp theo này. Câu số 38 nhá. 38 và 39, hai câu luôn nhá. Rồi. Bắt đầu. Hay gì căng đê thế giờ rồi các bạn ơi. Linh 11, Hiền 22, Nguyễn Dung 24, Đức Anh 44, Sơn 13, Kim Anh 43. Các bạn lưu ý là sensei cho bằng nào giờ các bạn làm đúng như vậy, bởi vì đi thi các bạn cũng chỉ có bằng đấy thời gian thôi, không có thời gian nhiều hơn đâu nhá. Đấy. Chúng ta cùng xem câu số 38 này. Tomodachi wa Ocha de ungai o gì đấy. Ka ka đây đây chắc là bị sai đấy, không phải là chữ này mà phải là chữ có thêm cái gì nhỉ? Có thêm cái chữ tà đằng sau đúng không? Đây mới đúng này. Nghe thấy sensei nói không? Cái mic nó bị ấy, vừa giờ chắc là nó hơi bị nhiễu. Kaze o hikanaku natta rashii. Watashi mo hajimete miyou to omou. Các bạn xem nhá, về trước nhá. Đấy là bạn đúng nhỉ? Bạn tôi này, rashii là nghe nói này.
ưng ai là gì, có ai biết không? Súc Xúc miệng miệng. ấy. Đúng rồi, xúc miệng. Xúc miệng bằng trà đúng không? Xúc miệng bằng trà nhá. Vế sau là gì nhỉ? Vế sau là trở nên là không còn bị cảm cúm nữa. Đấy. Vậy thì theo mọi người là dựa vào cái nghĩa này sẽ loại được mấy với mấy? Một với ba. Đúng rồi, loại được 1 với 3, vì sao? Vì là sư đề ba là giả định nếu mà Ừ, đúng rồi, là giả định nếu mà, đúng không? Vậy là sai thì nhá, là đúng nhở? vâng. Là loại này. Vậy thì đúng phải là 2 với 4. Cô tổ đế là gì nhở? Nhờ việc đúng không? Nhờ việc hoặc là bằng việc. Đấy. Thì mới đúng. Nhờ việc này mà có kết quả hợp lý rồi. Vậy bây giờ vấn đề là Siotoshita hay là Suryonishita. Đấy. Nó là khác nhau giữa hai cái này. Thì theo các bạn là 2 với 4 là cái nào là cái đúng? Mà xin thấy là nhiều bạn chọn 3. À không, đấy là câu sau nhỉ. Nào, Yotosuru, mọi người có nhớ dùng khi nào không? Về vô Yotosuru. tổ sư đưa là Ừ. mình định làm cái gì đó, mình cố gắng làm cái gì đó và mình Mà mình chưa làm được đúng không? vâng Mình vâng cố chưa gắng làm được. làm nó nhưng mình vẫn chưa làm được, chưa thực hiện được, đúng rồi. Thế còn Yonisuru là gì đấy? Về rư vô nỉ sư rư về rư vô nỉ si tê rư là mình cố gắng làm cái gì đó. Mình cố gắng mình duy trì một thói quen đúng nhỉ? Những Vâng. cái mà mình mang, những cái mà mình làm trong một thời gian dài nhá. Cái Yotosuru này này là cố gắng làm gì đó trong một khoảnh khắc. Đấy, nhưng vẫn chưa thực hiện được cuối cùng cái động tác đấy. Đấy, nhưng Veru cộng Yonisuru này là cố gắng thực hiện một cái gì đó thành một thói quen lâu dài. Đấy, vậy thì rõ ràng trong đây là chúng ta thấy là hợp lý là phải là 4 đúng không? Cái việc gì nhỉ? Cái việc xúc miệng bằng trà để không bị cảm cúm này ấy, nó phải là một cái quá trình lâu dài chứ không phải là một thời điểm, một khoảnh khắc. Do vậy đúng ở đây phải là Yombang, đáp án số 4 này. Tiếp theo, câu số 39. Kanojo ga ano toki nani o kangete itta no ka shiritai keredo, ima wa mo au koto mo nai no de. Tôi muốn biết là cái lúc ấy cô ấy đang nghĩ cái gì, đúng không? Nhưng mà bây giờ ấy thì không còn gặp lại nữa, nên nên kết quả là gì đây? Kết quả sẽ là khẳng định hay phủ định nào? Odin ạ. Phủ định, đúng rồi. Vậy thì phải chọn cái phủ định đúng không? Nào, tashikame kanenai. Kanenai mang nghĩa là gì? Đề kỳ Có rư thể thế. đúng rồi, đề ký tự có thể, đúng rồi, có thể, có lẽ sẽ, sai đúng không? Nghĩa khẳng định nhá là sai này. Nào, tashikameru hokanai là gì? Chỉ còn cách. Hokanai, đúng rồi, chỉ còn cách giống shikanai. Vậy thì cả câu này nó cũng mang nghĩa khẳng định đúng không? Loại nhá. Đấy. Vậy thì còn ba, tashikame yoganai. Yoganai Không có cách nào để làm về là không là có gì nhớ? Ừ. cách nào để mà xác nhận là câu má. Không còn cách nào khác, đúng nhở? Đấy. Không thể, bởi vì hoàn toàn mà tắc cửa hokanai, bởi vì không còn cái phương pháp, công cụ, cách thức nào cả. Nên đúng đây phải là số 3. Đấy, tashikame yoga này là đúng. Thế còn 4, 4 là phủ định nhưng mà tại sao lại không chọn? Không hẳn là Wake de wa không có nai đúng nghĩa là không? Wake de wa nai là không hẳn là, chưa chắc là. Nó mang nghĩa phủ định yếu nhá. Nó không phải là cố phủ định. định mạnh mẽ. Ở rõ ràng đây là gì đây? Không còn cơ hội gặp lại, đúng không? Không gặp lại nữa nên là phải phủ định hoàn toàn. Chứ không phải là không hẳn là tôi sẽ xác nhận. Đúng nhở? Đấy, đây là phủ định rất yếu. Không đúng. Như vậy đúng là 3. Tiếp theo này, câu 40. Một câu thôi nhá. À, 2 câu đi. 40 và 41.
Hai Dikangdes, bạn Hoàng Hiền 32, Nguyễn Dung 32, Kim Anh 42, Đinh Kỳ 42, Thanh Chị 32, Sơn 42, Linh bạn 22, Đức Anh 42. Như vậy là 32 và 42 là phần nhiều đúng không? Giờ cùng xem nhá. Câu số 40. Đô sang nhà đế ở văn phòng bất động sản này. Tên nhìn. Okay, kusama. Hôm nay có ikutsu ka no ohe ya o. Nani nani ga gokibo ni au ohe ya wa gozaimashita ka? Đây chắc chắn là chúng ta nhìn qua đáp án tôi biết đây là câu hỏi về kính ngữ đúng nhỉ? Đấy. Gần như luôn luôn là trong phần thi từ N4 đến N1 là luôn luôn có một câu kính ngữ các bạn nhá. Có đợt thì hai câu. Người nhân viên nói là thưa quý khách đúng nhỉ? Ngày hôm nay nhá, một vài phòng đấy, ikutsuka là một vài phòng này. Vậy thì có cái phòng nào mà hợp với lại nguyện vọng của quý vị không? Saisho no heya ga iina to omottan desu ga chotto kento sasete kudasai. Tôi nghĩ là cái phòng đầu tiên là ok đấy, nhưng mà để tôi cân nhắc. Vậy thì chắc chắn là các bạn thấy này, ở đây chúng ta cần tôn kính cái khiêm nhường. Đó. Tôn kính. Đúng rồi, cần tôn kính đúng không? Tại sao cần tôn kính? Tại vì nói về hành động của khách hàng là mình phải tôn Đúng kính. rồi, nói về hành động của khách hàng. Vậy loại được mấy mấy? Một, hai. Loại được 1, 2 là khiêm nhường. Mairimashita là khiêm nhường của gì? Cư rư. Đúng rồi, của kuru. Hai, hai kenshimashita là khiêm nhường của gì? Mi rư. Của miru. Như vậy là còn 3 với 4 thôi, đúng không? 3 với 4. Ở đây nhìn là trợ từ nào? Trợ từ là trợ từ ô, đúng không? Trợ từ ô. Vậy thì phải là gì? Động từ nào mới đúng? Nào. Okoshi itadakimashita. Cái này là dạng gì nhở? Cái này là dạng tôn kính ngữ của cái gì các bạn biết không? Của Cư kuru, đúng rồi. rư. Kuru có đi với trợ từ ô không? Không, Không đúng không? Không nhá. Phải đi với để trợ hoặc từ nghĩ. ni hoặc e, đúng rồi. Vậy đây phải là yonban. Yonban là goran itadakimashita thì đây là dạng tôn kính của cái gì nào? Miru. Của miru, đúng rồi. Đấy. Như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là yon bảng nha. Goran itadakimashita là gì nhỉ? Nếu mà phân tích ấy, nó là chúng tôi đã nhận được cái việc xem cái phòng này đấy, tức là trực dịch word by word thì nó như vậy, nhưng mà dịch về nghĩa của tôn kính ngữ nó là quý vị đã xem đúng không? Chúng tôi nhận được cái việc xem của quý vị, tức là quý vị đã xem đấy, nên là phải là yon nhá, kết hợp nghĩa và trợ từ. Câu số 41. Kareo thay điều ni tsukuri sugite hitori de wa tabe tomota no de yujin o yonde tabeta. Bởi vì tôi đã làm cà ri đúng nhỉ, với một lượng quá nhiều, một mình tôi đã nghĩ là một mình gì đấy, tôi đã gọi bạn Không thể tôi ăn hết. đến ăn. Đúng rồi, một mình tôi không thể ăn hết đúng không? Thực ra bình thường nếu mà một mình không thể ăn hết thì chúng ta sẽ dùng cái hình thức nào ở trong văn nói thông thường ấy, nó sẽ là gì? Tabe gì? Tabeki. Tabe Tabe denai kirenai tiken nhá. denai. Tabe kirenai, nhưng mà đây nó không có cái nào là tabe kirenai nhỉ. Nó sẽ biến đi khó khó một chút. Nào. Kireru kamoshirenai có chọn không? Không. Không, bởi vì Có là có thể ăn hết là không có thể cần. ăn hết là nghĩa khẳng định nhá. Kire so ni nai có chọn không? Chọn Chọn, đúng rồi, bởi vì sao? So ni nai chính là gì nhỉ? không thể Có vẻ không thể đúng có không? phải không? Có vẻ không thể. Các bạn được học ở trong chương trình N4 này có dạng số đề mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là có vẻ đấy, thì các bạn có dạng phủ định nó là gì? Nó là xa xô đúng không? Xa xô đề na xa xô chứ nhá. Na xa xô đề thì có hai dạng khác, đấy là số ni này và số mô này là giống như na xa xô đề đấy. Có nghĩa là chúng ta có thể nói là kire na xa xô đề, có vẻ không thể ăn hết, và cái cách nói này. Tiếp theo câu số 3, đáp án 3 nào. Kane nai daro là gì? Có thể Có thể đúng không? Có có thể, không hợp này. Kane nai yoda là gì? cả Cũng là nên có này thể đúng không? vâng. Không hợp lý này. Đúng phải là hai nhá. Rồi, câu cuối cùng của chúng ta, câu số 42.
Hai gì cần đề Hoàng Hiền 3, Sơn 2, Linh 3, Đen Kỳ 2, Đức Anh 3, Dung 3, Kim Anh 2, Thanh Chị 3, Nguyệt 3. Chúng ta cùng xem câu số 42. Sai kêu mai kimata kinaku de kake hodai no kokusai denwa sabisu ga aru. Gần đây ấy thì nó có một cái dịch vụ gọi gọi tẹt ga đúng không? Gọi điện thoại quốc tế tẹt ga với cái khoản tiền cố định hàng tháng. Watashi ga ryugaku shite ita toki ni mo sonna sabisu ga attara, tác giả ước đúng không nhỉ? Giá như đúng không nhỉ? Giá như cái lúc mà tôi đi du học ấy nó có cái dịch vụ như thế này thì tốt biết mấy đúng không? Đấy, vậy thì chúng ta sẽ loại được cái nào? Ba và bốn à? Đúng rồi, loại được 34. Tại sao loại được 34 biết không? Bởi vì Dostemo là Dostemo có hợp nghĩa đúng không? Dostemo là dù thế nào cũng, dù Dostemo Asakerare này, dù thế nào cũng không thể tránh khỏi, dù thế nào tôi cũng muốn làm gì đấy. Đấy, đây không hợp nghĩa nhá. Đây nó mang nghĩa là tốt biết mấy, biết bao nhiêu, biết nhường nào, đúng nhỉ? Vậy phải có đô rê đà kê. Vậy thì còn một với hai cái nào đúng? Đây là ngữ một pháp chèn chèn gì nhỉ? Chèn chèn công nghi vấn vào ở N4 đấy. Đô rê đà kê là nghi vấn từ đô rê đúng không? Vậy thì sẽ phải có gì? ca Phải có ca. đô rê Ừ. Đô rê có phải có ca nhé, có nghi vấn từ thì phải có ca. Như vậy đúng phải là hai. Đấy, được chưa? Nếu như mà nó sửa thành cô rê đà kê hay sô rê đà kê thì không có cà nữa, thì một đúng nhưng mà có đô rê đúng nhỉ, nghi vấn từ thì phải có cà, như vậy đúng là hai. Đấy, tốt biết mấy biết bao nhiêu nếu có dịch vụ này thời tôi đi du học. Thì đây là cái phần đầu tiên, chúng ta sẽ xem là những câu này thuộc trình độ N mấy nhá. Nào, câu hai này N mấy các bạn? Các bạn cứ hay kêu là đi thi gặp toàn những cái ngữ pháp chưa học, chẳng bao giờ có ngữ pháp chưa học đúng không nhỉ? Đây CJ gọi là N4 cộng nhá, bởi vì là nó là ngữ pháp chèn câu nghi vấn vào trong, nhưng mà N4 thì cũng chưa biết, tự gọi N4 cộng. Câu 41 N mấy? Số ni này là N1. N1 mới học ngữ pháp này. Nào đây nào, đây là N mấy? N3 tôn kính ngữ khiêm nhường ngữ học trọng tâm vào trong N3, nhưng mà N3 chưa có cái bài học này đâu. N3 chưa có Goranita Kimashita này đâu, đây là N2 mới có nhá. Nhưng mà trong Shinkansen không có cái bài tôn kính ngữ này. Cái này phải có trong try các bạn ạ. Try mới có. Đấy, nhưng mà nó vẫn là N2 thì xếp vào N2. Nào Yoga này N mấy? N2 N2 đúng rồi. Đây, đây là N mấy? N4 Yonisuru N3 đúng không? N3 N3 ừ. Nó hay kết hợp lắm. Số 37 N mấy? ba mấy Hả? N mấy? Đây là N5 cộng đúng không nhỉ? Tại sao N5 cộng biết đâu? Bởi vì là cái mô, cái cách dùng của mô là học ở N5 rồi đúng không nhỉ? Nhưng mà đây là mở rộng thêm nhá. Được chưa? Người ta đảo. Câu số 36 N mấy? Tôi mua các cự N mấy? N2 N2 đúng rồi. Đây, Tây Rai N mấy? N2 luôn N2 đúng rồi. 34, tôi yêu đi N mấy? N3 N3. Mà sao cả? N3 N3 đúng rồi. Nghĩa tắt đề. N2 N2. Đây, Shikanai N mấy? N3 Shikanai thực ra tùy giáo trình nhá. Nếu giáo trình xin là N2, còn một số giáo trình khác là N3. Thì các bạn thấy là đề này N2 nhiều đúng nhỉ? Khá nhiều câu N2. Có những đề thì số N2 là chỉ dưới một nửa, còn lại là N3, N4, N5 mix với nhau. Đấy, có đề lại hẳn hai câu N1, thậm chí có những đề có cả N0. Mọi người biết N0 là gì không? N0 là những câu mà cố định, chả có sách nào có những cái đấy, mà chỉ có gì nhỉ? Mang tính chất là trong đời sống thường ngày chúng ta nghe thấy, chúng ta ghi nhớ thôi. Đấy. Nhưng mà N2 thì hiếm khi có N0, thường là N1 nó sẽ luôn có một câu N0. Tức là chẳng có một sách nào có, chỉ có trong đời sống thực tế hoặc là đọc sách hay gì đấy thì biết thêm. Ở tiếp theo chúng ta sang phần dấu sao nha. Kumitate này. Sẽ dễ cho các bạn là một phút để các bạn xếp và chọn đáp án nhé. Đi thi các bạn chỉ có bằng đấy thời gian thôi, không có nhiều đâu. Rồi, một phút bắt đầu.
Hai gì càng đê Nguyệt 1324 Sơn 2, Đức Anh 1324 Hoàng Hiền 1324 Chị 2413 Kim Anh 1324 Linh 1423. Rồi, khi mà các bạn làm dấu sao ấy, có một số cái lưu ý này, mọi người nhớ cho Sensei này. Thứ nhất, đó là cái đầu cuối, đúng không? Đấy. Hajimari nhá. Với lại Owari. Tức là gì nhỉ? Tức là cái cận đây này. Đây, cận này và cận này là hai cái rất quan trọng. Cái thứ hai là cái gì? Cái thứ hai đấy là Setsuzoku. Setsuzoku đấy là cách kết nối, đúng không nhỉ? Cách kết nối này ấy, nó phụ thuộc vào gì? Thứ nhất là Bunpo, là ngữ pháp. À, ví dụ như là chúng ta thấy gì? Chúng ta có Irai chẳng hạn. Thì đằng trước sẽ là phải là T, đúng không? Một cái T. Hoặc là các bạn thấy gì nhỉ? Các bạn thấy đấy, đằng trước có, các bạn thấy có ngữ pháp Node hay là Noni, thì đằng trước sẽ phải là thể phụt kê, thể thường. Đấy, đấy gọi là Setsuzoku nhá. Ngoài cái này còn có gì nhỉ? Cách dùng của no. No nối danh từ với nhau này, hoặc là gì nhỉ? Hoặc là cái dạng đây, cái dạng bổ nghĩa danh từ. Đấy, ví dụ như là danh từ thì phía trước của nó ấy sẽ là V, sẽ là trợ từ no hoặc là dạng thể thường. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái cách kết hợp ở trong từng đáp án. Đấy, thì chính là liên quan đến sự cử này thì không nói. Và cuối cùng là chúng ta liên quan đến ý nghĩa của câu. Thì các bạn vận dụng từng này cái để các bạn làm câu này nha các bạn nhá. Thì mọi người xem cho dây này. Mo sake wa nomanai to zettai ni mamoritai. Kimeta donna ni ijo wa sasoarete mo. Thì ở đây các bạn sẽ vận dụng cái chủ yếu là cái số 2 là nhiều. Có bạn thì dịch nghĩa, nhưng mà ở đây các bạn nếu mà để ý ấy, thì chúng ta thấy thứ nhất có ijoa, ngữ pháp ijoa, có ai còn nhớ là gì không? Một khi đã thì Đúng rồi, một khi đã thì như vậy là phải đi với cái gì? Cái thằng đi thứ ba ấy, ba phải đi Kimeta. với gì? Phải đi với veta, phải đi với Vtsuke, đúng không? Một là kimeta. Đấy. Tiếp theo nhá, có gì? Có temo sẽ phải đi với cái gì? Đốn nan ý. Đúng rồi, sẽ phải đi với donani, như vậy chúng ta có hai, đúng nhỉ? Donani và bốn, đúng không? Sa số quare temo. Vấn đề bây giờ sẽ là 1324 hay là 2413, thì rõ ràng đây chúng ta có tô, đúng không nhỉ? Là gì nhỉ? Là rằng, là thì, vậy thì phải đi với động từ quyết định, đúng không? Quyết định rằng, quyết định là nhé. Như vậy chúng ta sẽ phải xếp là 1324. Đấy, được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án 2, vị trí dấu sao ở đây. Nhì bằng. Các bạn lưu ý này, có trường hợp là người ta cho cái dấu sao này nó sang cái vị trí thứ hai đấy. Đấy. Thường là ở N2 sẽ là vị trí thứ hai hoặc là thứ ba. Thứ ba nhiều hơn, nhưng mà đôi khi có ở đây. N1 thì đôi khi người ta cho lên số 1 hoặc số 4. Nhìn kỹ cái vị trí dấu sao, kẻo sắp xếp đúng mà vẫn chọn sai nhá. Được chưa? Nào, câu này nghĩa là gì? Một khi tôi đã quyết định là không uống rượu nữa, thì dù có bị rủ rê thế nào đi chăng nữa, tôi cũng nhất định là tôi muốn giữ cái lời hứa của tôi. Đúng ở đây phải là như thế này. Tiếp theo, câu 44. Bây giờ rồi. Câu số 44. Nguyệt 3124, Sơn 1342, Kim Anh 1342, Đức Anh chọn 3. Phải gì nhỉ?
phải sắp xếp chứ. Đinh Kim 1342, Thanh Trị 1342. Rồi. Câu 44 nhá. Hitsuyo no nai mono demo hoshiku naru to shimau. Kawazu ni wa sugu katte irare naku natte. Đấy, các bạn sẽ áp dụng đúng bằng này cái các bạn để làm bài đúng nhỉ? Cái môn đai này là áp dụng mấy cái thì dễ nói đây này. Thứ nhất, các bạn thấy có natte đúng không? Là trước natte sẽ là những cái gì nào? Trở nên Nó là trở biến nên, đổi trước nó sẽ là gì đấy? Danh từ sẽ phải có ni đúng không? Đấy. A gì nhỉ? Ana sẽ phải có ni đúng không? AI sẽ là gì? cư AI bỏ y thêm cư đúng không? Động từ thể nai sẽ bỏ gì đây? Bỏ bỏ y thêm y cư. thêm cư Như vậy thì ở đây chỉ có cái nào phù hợp thôi. ba. Chỉ có ba đúng rồi. Irarenai đấy đúng nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ phải ghép gì đây? 3 với lại 4 nhá. 3 này. Irarenaku. 4 là natte. Tiếp theo có gì? Các bạn ở đây có một mẫu ngữ pháp N2, các bạn nhớ không? Về nay để qua irarenai hoặc là về dự nghĩ qua irarenai là không thể ngừng làm về. Đúng rồi. Nay để qua irarenai hoặc là dư ni wa đúng không? Dư ni wa irarenai, đây các bạn thấy có này. Đấy, ghép với cái này, đúng chưa? Đấy, vậy thì chắc chắn là chúng ta phải có mấy trước nhỉ? Mấy trước Một ba. Chúng ta phải có một một trước ba đúng không? Đấy. Cái môn đai này ấy, nói thật là để làm đúng thì cũng cần rất là chắc ngữ pháp đấy. Kể không chỉ là ngữ pháp N2 mà từ dưới. Đấy. Như vậy là có 1, 3, 4 nhá. Tiếp theo, chúng ta thấy có gì đây? Có shimau đúng không? Vậy nó đi với cái gì? VT. Nó đi với VT. Nhưng mà đây có hai cái T nhỉ? Là gì nhỉ? Natte và katte đây. Vậy thì đến bước này thì chúng ta phải dựa vào cái gì để làm? Nghĩa. Nghĩa đúng rồi. Đấy. Dịch nghĩa, giả sử này. Nếu như mà sensei cho thì đây nhỉ? Sensei cho hai trước nhá. Thành 2, 1, 3, 4 nhá. Thì nó thành gì? Dù là cái thứ tôi không cần, khi tôi muốn có thì tôi mua ngay, và tôi trở nên là không thể không mua. Nghe rất là vô duyên đúng không? Tôi mua ngay thì tôi trở nên không thể không mua. Vậy là không hợp lý đúng không nhỉ? Do vậy nó phải là gì đấy? Nó phải là 1, 3, 4, 2. 2. Đúng rồi. Đấy. 1, 3, 4, 2 thì nghĩa của nó sẽ như thế nào? Đó là, bạn An dịch ra câu này nào. Dù là cái việc mà không Dù là cái có, thứ, dù là cái thứ. dù là cái thứ không quan trọng, nhưng là một khi thì đã muốn. Một khi mà tôi muốn ấy đúng không? Tôi thì tôi trở nên Thì tôi sẽ trở nên không mua không chịu được đúng không? không mua không chịu được, Và tôi, và tôi sẽ đi mua ngay lập tức. đúng rồi, vậy mới hợp lý. 1, 3, 4, 2 đúng nhỉ? Chúng ta quanh 4 nhá. Hiểu không bà? Tiếp theo. Câu số 45. Thế giờ ở bạn chị 3214, Đức Anh 3214, Kim Anh 3214, Linh 3214, Sơn 3214 rồi đều giống nhau. Rồi cùng xem câu 45. Pascal no dengen o ireta no da ga gamen ni o machi kudasai という dengen o ire naoshita. Matte mo 何分メッセージが出たまま
sakini sumanai no de. Nào, không phải câu nào cũng ngồi lập luận như thế này nhá, tùy trường hợp, có khi là dịch nghĩa sẽ nhanh hơn. Tôi đã bật nguồn máy tính nhưng mà ở trên màn hình này, đây các bạn thấy này, ở trên màn hình có to you, là chắc chắn đằng sau to you phải là cái gì mọi người? Phải là cái gì? Danh từ. Phải là danh từ, đúng rồi. Danh từ. Danh từ để bổ nghĩa cho cái gọi là omachi-kudasai là chờ một chút, đúng không nhỉ? Vậy thì ở đây có cái danh từ nào phù hợp? Messi. Số 3 đúng không? Đúng rồi, số 3 là meseji đúng không nhỉ? Ga data mama đúng không? Đấy, rồi, trên màn hình nhá, nó cứ đúng không nhỉ? Duy gì? Nó cứ xuất hiện cái dòng trạng thái, cái dòng thông báo là hãy chờ một chút. Đấy. Bây giờ chúng ta dịch nghĩa đúng không? Còn matemo nampun, nampun là mấy phút, vài phút, bao nhiêu phút chờ vì không tiến triển gì. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ xếp theo nghĩa là gì mọi người? Cho dù đợi bao nhiêu phút đi nữa cũng Đúng rồi, cho dù đợi bao nhiêu phút đi nữa vẫn không có gì tiến triển nên tôi đã gì đấy? Tôi đã tắt. đã chậm lại cái ổ À, điện. tôi đã bật lại đúng nhỉ? Tôi đã cắm lại cái ổ điện. Đúng rồi, như vậy đây phải là 2. Đấy, không phải là lúc nào cũng phân tích nhá. Đôi khi phân tích nó mất thời gian đấy, có nhiều bạn các bạn dịch luôn. Matemo và đúng là và 4 này. Saki ni susumanai no de. 3 2 1 4, chúng ta sẽ khoanh đáp án số 1 Matemo. Tiếp theo, câu số 46. Câu số 46. Kim Anh 4321, Hiền 4321, Sơn cũng thế, Đinky cũng vậy, Nguyệt 3241, Thanh Chị 4321, Linh 4321, Đức Anh 4321. Chúng ta cùng xem nhá. Đêm qua này, đêm qua đê trên điện thoại này, người A nói sumasen, kaishu no niji kara no kaigi desu ga, sono jikan, betsu no yoken ga haete shimaimashite, moshi sochira no go tsugo ga ikaga de shou ka? こちらは大丈夫ですよ. Mọi người thấy có ご都合が đúng không nhỉ? Thì chắc chắn đằng sau nó phải là cái gì các bạn? Đúng rồi, Yoroshi bình thường kerema. chúng ta có cấu trúc cố định là gì nhỉ? Tsugoga gì các bạn hiểu không? Tsugogawari hoặc là Gã y và gã tsugogai. rơi, đúng rồi. Đấy. Thì ở đây cái Yoroshi kereba nó chính là gì đấy? Tôn kính người của y. Tôi kính ngữ hả? Nó là lịch sự nhá, lịch À, sự lịch sử. ngữ nhá. Ừ. Lịch sự ngữ kê gộ này có 3 dạng, đấy là xôn kê gộ. Xôn kê gộ này là tôn kính ngữ để gì nhỉ? Nâng hành động của người người khác lên. Kenjo gộ là hạ hành động của mình xuống. Đấy. Lịch sự ngữ đúng nhỉ? Tene Tên gộ. Đấy, tene gộ là lịch sự ngữ, là từ không mang tính chất tôn kính hay khiêm nhường mà là mang tính chất thể hiện cái sự trang trọng lịch sự. Đấy, thì Yoroshi đây là lịch sự đúng nhỉ? Từ lịch sự. Thì ở đây chúng ta sẽ có nó ghép vào đây phải là số 3. Xin lỗi số 4 chứ. Yoroshi kereba. Đấy. Tiếp theo các bạn thấy có một cái dạng cố định nữa đúng nhỉ? Đấy là gì đây? Itadakeruto đúng không? Cái này chắc là bạn nào mà đặc biệt đi làm ngành dịch vụ rất là quen thuộc rồi. Itadakeruto arigatai đúng không nhỉ? Hoặc là itadakeruto taskaru, có nghĩa là nếu mà làm A cho tôi thì tôi sẽ rất là cảm kích, thì sẽ rất là gì nhỉ? Rất là
tốt cho tôi đấy, rất là giúp đỡ tôi. Như vậy chúng ta sẽ có thằng số mấy nhỉ, thằng số 2 đúng không, henko shite itadakeruto đúng không nhỉ, sẽ phải đứng trước thằng số 1 nhá, là arigatai desu ga. Như vậy là còn thằng số 4 là chúng ta xếp vào đâu đúng không nhỉ, 4 là yoji iko ni. Đấy, các bạn thấy có trợ từ nhi. Trợ từ nhi là gì đây nhỉ? Là trợ từ diễn có nhiều nghĩa, trong đó trường này nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Các bạn thấy Tại rõ thời ràng là điểm. lúc nào đây? Tại thời điểm. Tại thời điểm á? Không phải tại thời điểm đâu. Nó là gì nhỉ? Nó là sự biến đổi, đổi sang nhá, đổi sang. Có phải là ban đầu là 2 giờ đúng không? Bây giờ là đổi gì đấy? Đổi sang 4 giờ, từ 4 giờ trở đi đúng nhỉ? Đấy, như vậy là chúng ta sẽ phải cho nó đứng trước cái thằng số 2. Như vậy là chúng ta sẽ có 3 ở đây, đúng nhỉ? Đấy. Yoji iko ni. Như vậy là các bạn đều chọn, đều khoanh, đều làm đúng. À không, hình như có một bạn chưa đúng. 4, 3, 2, 1 là chính xác nhá. Đây. Đấy. Xin lỗi, cuộc họp từ 2 giờ chiều chiều tuần sau ấy, đúng nhỉ? Nhưng mà vào cái thời gian đấy ấy, thì tôi lại có một cái việc khác nó chen vào. Do vậy nếu như bên ấy đúng không? Nếu bên đấy tiện ấy thì đổi sang cho tôi từ 4 giờ trở đi thì tôi rất là cảm kích. Thì thế thì vậy có được không? Vậy thì thế nào? À, bên tôi thì ok. Như vậy các bạn sẽ chọn là 4 3 2 1 các bạn hai. Rồi câu cuối của phần dấu sao này. Câu 47 thấy các bạn chọn đáp án nó khác khác nhau. Sơn 4132, Linh 4132, Nguyệt 2341, Đức Anh 2134, Kim Anh 2134. Câu số 47. 20 năm mày ni hajimete kono kashu no uta o kiita toki. Khi mà tôi nghe bài hát của ca sĩ này lần đầu tiên vào 20 năm về trước, Tomota Yoku oboeteru no nanto utsukushii koe nan daro. Nào chúng ta có nhá. Câu này phức tạp phết đấy. Các bạn thấy có này, có nố, vậy đằng sau nố phải là cái gì nào? Động từ. Đúng rồi, phải là động từ đúng không? Thì động từ là omota hay là oboeteru? Động từ. Phải là oboeteru đúng rồi, bởi vì cái này có tô rồi thì không thể cho vào được đúng nhỉ? Như vậy đây sẽ là hai nhá. Yoku oboete iru đúng không? Đấy. Tôi gì nhỉ? Tôi nhớ rõ một cái sự việc. Vậy trước no phải là, trước no phải là gì? Hả? Trước no phải là gì Nó nào? thể thường Trước no phải là thể thường, đúng rồi, là thể thường. Thể thường nhưng mà vậy là phải là thể thường của cái gì nhỉ? Ở đây có hai thể thường nhá. Đó là daro là thể thường của desho và omotta là thể thường của omoimashita. Thì nó chỉ đi được với một trong hai cái này. Là cái nào các bạn biết không? một Đúng rồi, là một, đúng nhỉ? Thể thường của động từ, của tính từ chứ không không phải là thể thường của ngữ pháp, nhớ nhá. Đấy, chúng ta phải cho một vào đây. Là tô omotta, đúng nhỉ? Vậy thì xếp được 1 3 2 rồi. Thế còn thằng 4 cho vào đâu? đầu tiên Đúng rồi, thằng 4 cho đầu tiên, tại sao nhỉ?
Tại vì nghĩ về cái gì đó thì là phải có Ờ đúng rồi, nghĩ về cái gì đó, có nội dung của cái nghĩ đấy đúng không? Ờ. Như vậy là bốn cho đầu tiên. Đấy, nanto utsukushi koe nandaro. Đúng nhỉ? Đây, thứ tự là 4, 1, 3, 2 nhá. Bạn gì nhỉ? Bạn Kim Anh dịch xây câu này nào. Vâng. Khi mà tôi nghe cái bài hát của cái ca sĩ này lần đầu tiên vào 20 năm trước thì tôi nhớ rõ là mình tôi nhớ rất rõ là mình đã nghĩ rằng làm cái giọng hát tuyệt tuyệt vời bao biết bao nhiêu. Đúng rồi, thật là tuyệt vời biết bao nhiêu đúng không? Các bạn lưu ý này, cái cụm này có thể là người ta sẽ hỏi trong đi thi đấy. Đó là Nanto, đúng nhỉ? Sẽ đi với Daro. Đấy, Nanto, Nandaro. Nanto, Nandaro là cụm cố định nhá. Có thể người ta đã từng hỏi trong thi N1 rồi, có thể là người ta hỏi lại trong N2 đấy. Cố định nó sẽ là Nanto và Nandaro. Là gì nhỉ? À, mức độ rất lớn. Như vậy đúng là ba. Rồi tiếp theo là bài đục lỗ. Bài đục lỗ này là rất nhiều bạn ngại, nhưng mà chúng ta buộc phải làm. Đấy. À, nó là, lưu ý nó là ngữ pháp chứ không phải nó là đọc hiểu, được chưa? Thì các bạn chỉ có thời gian là 5 phút, tối đa là 5 phút để làm cái bài đấy thôi. Bây giờ xin sẽ là cho các bạn làm theo cái kiểu là các bạn sẽ dựa vào từng đoạn các bạn chọn đáp án này. Xin sẽ bấm giờ cho các bạn nha. Mỗi câu sẽ là 1 phút. Làm hết thì chúng ta sẽ chữa. Rồi bắt đầu. Không biết cũng phải chọn đại nhá, để xem đi thi bản thân mình xác suất chọn đại đúng như thế nào. Đinh Ki là 2 này, Sơn 4 này, Kim Anh 4, Linh 4, Hoàng Hiền 2, Nguyễn Dung 4, Đức Anh 3. Rồi, tiếp theo. Chúng ta không chữa mà chúng ta sẽ làm luôn các bạn ạ, bởi vì là nếu mà CC chữa thì nó sẽ mất đi cái mạch làm bài. Câu số 2. 1 phút bắt đầu. Là câu 49 đấy. Câu 49. Đinh Kim 1, Kim Anh 3, Hoàng Hiền 3, Đức Anh 3, Sơn Linh 3, Nguyễn Dung 1. Tiếp theo, câu 50.
Câu 50. Hoàng Hiền 1, Sơn 4, Đức Anh 4, Đen Ki 4, Linh 1, Kim Anh 1, Nguyễn Dung 3. Câu cuối cùng nha, câu số 51. Cũng 1 phút. Hết giờ. Hà 3, Sơn 1, Đức Anh 4, Đen Ki 1, Linh 1, Kim Anh 2, Nguyễn Dung 1. Rồi chúng ta chữa bài. Tại sao một bài dài như này chỉ có thời gian là 4 đến 5 phút để làm? Bởi vì sao? Bởi vì đây không phải đọc hiểu, đúng nhỉ? Đây là ngữ pháp. Gần như là làm những câu này chúng ta chỉ cần đọc xung quanh hoặc đọc cái câu đấy thôi nhá. Không phải đọc hết toàn bộ. Đấy, ví dụ xin sẽ chữa cho bạn câu 48 này. Gần như đoạn đầu tiên không phải đọc luôn. Đấy. Mà sensei sẽ chữa nhanh cho các bạn rồi sau đấy sensei sẽ dịch qua cái nghĩa nhá, chứ còn đi thi không phải dịch hết đâu. Đây câu 48 này, thì khi mà làm bài thì các bạn cố gắng là đọc đọc cái câu đấy, câu trước và câu sau đấy, ít nhất là ba câu đấy, thì mọi người thử xem nhá. Watashi wa bunka taiken ga rakugo da to shite jitsu wa gakkari shita. Tôi ấy, lúc tôi biết được cái mục trải nghiệm văn hóa là cái rakugo, có ai biết rakugo là gì không? Chụp cười Đúng rồi, rakugo là kẻ chuyện cười đúng không nhỉ? Kẻ chuyện cười kiểu Nhật. Khi mà tôi biết được trải nghiệm văn hóa là rakugo ấy thì tôi thực ra tôi thấy rất là gakkari, tôi thấy rất là thất vọng đúng nhỉ? Izen aru rakugo junyo de yondan. Trước đây thì tôi đã từng đọc một cái mẩu chuyện cười ở trong giờ học. Nhưng mà nhá, amari omoshiroi to. À, các bạn thấy này, tất cả nó đều là omoenai. Đấy, thể quá khứ của omoenai nhưng mà nó khác ở đuôi thôi. Mà de hodo dake và kara đúng nhỉ? Thì các bạn lưu ý đằng trước nó đang có cái gì? Nó đang có là tôi rất là thất vọng. Đấy. Tôi đang rất là thất vọng. Đằng sau nó có này, nó ghép amari với lại omoenai thì thành không đúng không? Tôi không nghĩ là nó thú vị, đúng nhỉ? Vậy thì giữa hai cái này chúng ta có thể hiểu rằng nó là có quan hệ gì? nhân quả, nguyên Đúng nhân rồi, mà cái quan hệ nhân quả đúng không nhỉ? Vậy thì phải chọn đáp án mấy? Dakara Đáp án số 4 đúng không? bốn Ừ, Karada. Là Canada. gì? Khi mà chọn 4 ấy là bởi vì đúng không? Là bởi vì tôi đã từng đọc nó trước đây rồi nhưng mà tôi không thể nghĩ rằng, tôi không thể cảm thấy rằng nó thú vị mấy. Như vậy đúng phải là 4 nhá. Còn Made hay là Hồ Đồ đều đến mức thì không thể chọn cái này được. Made là đến mức, Hồ Đồ cũng là đến mức. Không hợp lý. Đa kê là chỉ là đúng không nhỉ? Chỉ không phải. Đây phải là quan hệ nguyên nhân kết quả. Đấy, như vậy chúng ta phải chọn đáp án đúng là 4 này. Lý do tôi gì đây? Lý do tôi gakkari, lý do tôi thất vọng là bởi vì tôi không thấy nó thú vị. Đấy. Tiếp theo câu 49. Câu 49 là câu liên từ, có thể nói là câu dễ nhất trong đề thi. Thì để làm câu liên từ chỉ cần đọc câu trước và câu sau. Các bạn thấy câu ngay trước nó là gì? Hanashi o tada kiteru no wa taikutsu daro to omotta shi. Tôi nghĩ là cái việc mà chỉ nghe không ấy thì rất là chán. Và tôi còn lo là không biết tôi có nghe kịp được không, tôi có nghe được hiểu được không. Ai, à, đây là đang gọi mang tính chất hơi tiêu cực đúng không? Đằng sau nó này, rakugo kiteru aida watashi wa yoku warata. Lúc mà tôi nghe thì tôi thường tôi hay cười. Đây là điều tích cực. Vậy thì hai cái này có mối quan hệ như nào? Đổi ngược nhau. Đối ngược nhau, đúng rồi, như vậy chúng ta phải chọn cái gì đấy? Tokoro ga nguyên nhân. Tokoroga, tuy nhiên nhưng mà
Sycamore là gì các bạn? Hơn nửa bằng ngoài số đây nhỉ. Sycamore là hơn nữa, giống số đấy nhỉ, không hợp lý này. Sunawachi là gì nhỉ? Tóm lại là Sunawachi là có nghĩa là, tức là tóm lại là nó gần giống nghĩa của Mari. Yosuruni hoặc là Tsumari, không hợp lý. Shitagate là gì nhỉ? Theo đó Theo đó đều không hợp lý đúng không? Như vậy Sore đúng phải là Tokuroga. Đấy. Nhá, cách làm rất là nhanh này như vậy. Tiếp theo câu số 50. Câu 50 các bạn lưu ý này. Chúng ta thấy có Rakugo tổ. Đấy. Nó xuất hiện cái gì đây? Nó xuất hiện cái định nghĩa. định nghĩa. Đấy. Mặc dù là định nghĩa nhưng mà thực chất nó vẫn là hoa thôi, đúng nhỉ? Đấy. Mà đằng trước là danh từ đúng không? Rakugo. Đấy. Vậy thì cấu trúc của chúng ta sẽ là gì nhỉ? N1 qua N2 để N1 qua N2 đề sự, vậy thì kết thúc nó phải là một dạng chứa danh từ nhá. Thì các bạn sẽ loại được mấy các bạn biết không? Các bạn sẽ loại được hai Ba. này. Các bạn sẽ loại được hai, có Tanoshimu Hazu Nanoda, không thấy có danh từ nào. Loại nhá. Loại được ba này, Tanoshimu Yonisuru Noda cũng loại này. Đấy. Còn 1 với 4 nó có danh từ đấy. Đây là mono này. Nó danh từ này. Đây là ngữ pháp nó cho thêm mà thôi. Và đây là Koto này. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ phụ thuộc vào gì nhỉ? Chúng ta phụ thuộc vào cái cách dịch. Đây là định nghĩa. Vậy thì định nghĩa của chúng ta thì cái một với cái bốn cái nào hợp hơn? Cái số 4 là Veru Koto Ninaru đúng không? Một ai đó quyết định. Đúng nhỉ? Không hợp lý trong trường hợp này. Như vậy là chúng ta phải chọn đáp án đúng là Ichi, một đúng nhỉ? Đó là gì đây? À, chuyện cười nó là cái thứ đúng không? Mono là cái thứ nhá, là cái thứ mà chúng ta thưởng thức đồng thời cái câu chuyện và động tác của cái người kể chuyện đúng nhỉ? Đúng là Ichi. Đấy, chưa? Số 1. Tiếp theo, câu số 51, câu cuối cùng. Rakugo ni wa kowai hanashi ya kando teki na hanashi mo aru so da. Nghe nói là ở trong chuyện cười ấy thì có những câu chuyện mang tính chất cảm động, có những câu chuyện mang mang tính chất đáng sợ. Rakugo ka wa osuru no daro ka. Không biết là cái gì nhỉ, cái nghệ nhân, cái nghệ sĩ kể chuyện ấy, họ sẽ thể hiện đúng nhỉ, họ sẽ dùng cái biểu hiện gì, biểu hiện như thế nào đây, biểu hiện đó, biểu hiện hay biểu hiện như thế này, thì đúng ở đây phải là mấy? Một Đúng rồi, phải là một đúng nhỉ. Bởi vì sao? Người ta đang không biết là gì đây nhỉ, người ta dùng cái nào. Với lại chúng ta xem câu sau nữa. Zehi Irorona Rakugo Kite Mitai. Nhất định là tôi muốn thử nghe rất là nhiều câu chuyện khác nhau. Thì chứng tỏ là tôi chưa biết đúng không? Phải dùng Donna nhé. Sono là chỉ nội dung phía trước. Đấy, mặc dù ở đây phía trước có nói đến cái gọi là Kowai Hanashi với Kanto Tekina Hanashi. Nhưng nó chưa, nó là cái mà chưa gì nhỉ? Chưa cố định cụ thể là cái nào trong hai cái này. Nên nó không thể chọn Sono được. Koyu thì càng không thể rồi. Hyogen đứng chơ vơ không thì không đúng. Đấy, như vậy phải là một. Thì đó là cái cách làm nhanh của chúng ta cái bài này là như vậy. Một bài khá là dài nhưng mà chúng ta có thể làm nhanh được. Chúng ta cùng xem cái nghĩa của nó là gì nhá. Trải nghiệm nghệ thuật Rakugo này. Cho nên sẽ không dịch cái từ này ra là chuyện cười đâu. Cứ để nguyên là Rakugo thôi. Trải nghiệm Rakugo. Lần này ấy, cái chủ đề trải nghiệm văn hóa được tiến hành, được tổ chức ở trung tâm du học sinh. Đó là Rakugo. Rakugo là một cái nghệ thuật truyền thống của Nhật. Và gì đây? Nó là hình thức mà cái người kể chuyện mặc kimono, ngồi theo cái kiểu xê dạ, ngồi theo kiểu quỳ gối ở trên sân khấu và một mình đóng nhiều vai kể chuyện cho mọi người nghe. Nói chung ấy, nó là những câu chuyện thú vị và đôi khi là hơi buồn cười, hơi kỳ quặc. Ở nước tôi thì có diễn kịch, có bộ môn kịch, nhưng mà những cái thứ như là đặc cụ thì không có. Tôi khi biết được cái trải nghiệm văn hóa là đặc cụ thì tôi thực sự tôi cảm thấy thất vọng. Bởi vì trước đây tôi đã từng đọc đa cư gỗ ở trong giờ học rồi, nhưng mà tôi không thể thấy nó thú vị. Đấy, tôi không cảm thấy nó thú vị mấy. Tôi nghĩ là cái việc chỉ có nghe câu chuyện không thì sẽ khá là nhàm chán, và tôi còn lo là tôi không biết con bắt kịp câu chuyện không, có nghe kịp được câu chuyện không. Thế nhưng trong lúc nghe chuyện ấy, nghe đa cư gỗ ấy, thì tôi lại thường xuyên cười, mỉm cười. Cái động tác của người kể chuyện cũng như là cái cách mà họ phát âm ấy thì thực sự thú vị. Và cái và tôi biết đến cả cái dáng vẻ của cái bối cảnh đấy. Khi mà gì đây? Khi mà người diễn viên họ thay đổi cách nói chuyện, cử chỉ, đấy, họ sẽ đóng một người, họ sẽ đóng
từ hai vai trở lên, chẳng hạn như đóng vai bố mẹ và đặt con này, và họ xúc tiến, họ tiếp tục cái cuộc hội thoại, đoạn hội thoại đấy, họ cho thấy cái điệu bộ mà vừa vừa đung đưa cơ thể đấy, ngồi nhá, vẫn ngồi nguyên mà đung đưa cơ thể, cho thấy cảm giác như giống như họ đang đi bộ vậy, và nó biểu hiện rằng là họ đã di chuyển từ nhà ra khỏi cửa hàng. Đây là cái mà miêu tả thôi, một cái đoạn kịch nào đấy, đoạn trà cơ bộ nào đấy. Cái động tác khi ăn ấy thì họ cũng làm giống như họ đang ăn một cách thực tế vậy. Khi cái trải nghiệm văn hóa kết thúc thì cái ấn tượng về bộ môn trà cơ bộ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. À, và cái trà cơ bộ ấy nó là một thứ mà thưởng thức tận hưởng đồng thời cả câu chuyện lẫn động tác của cái người kể chuyện. Tôi ấy thì có lẽ là phần chi tiết của câu chuyện thì tôi không hiểu được. Thế nhưng thông qua động tác của người kể chuyện cũng như là câu chuyện thì tôi cảm nhận được cái cuộc sống cũng như là cái tính cách của những nhân vật xuất hiện trong câu chuyện. Ngoài ra, cho dù không có âm nhạc, hình ảnh hay là các điệu nhảy thì còn truyền tải được câu chuyện một cách rất là sống động, và tôi rất là xúc động với cái cách, với cái biểu hiện, cái khả năng thể hiện của cái người nghệ sĩ đã khiến cho mọi người có thể mỉm cười. Ở trong nghệ thuật đặc cư gộ thì nghe nói là cũng có những cái câu chuyện đáng sợ và cảm động. Không biết là người kể chuyện sắp tới sẽ dùng cái biểu hiện nào đây, thì nhất định là tôi muốn thử nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Đó là cái phần dịch, đi thi không ngồi dịch nhiều như thế nhá, được chưa? Đấy là cái phần chữa bài ngữ pháp của chúng ta. Mọi người hãy chú ý những cái điều mà sensei lưu ý, đặc biệt là trong hai cái phần dấu sao và cái ngữ pháp cho đoạn văn này, để chúng ta có thể làm bài tốt nhất. Tất nhiên là cái bài này có thể coi là một bài tương đối khó, nếu các bạn không có nhiều thời gian làm ấy thì các bạn cố gắng làm cho sensei cái câu liên từ nhá, là câu dễ nhất. Mối quan hệ nhân quả thì dùng biểu hiện nhân quả, mối quan hệ mang tính chất diễn giải nghĩa thì có thể dùng sunawachi sumariyo surini, mối quan hệ mang tính chất liệt kê thì dùng shikamo soreni sorekara, vân vân.